Sáng sớm mới có chút bà nội bé xòi làm hai con gà cho đem qua cho mình. Cái này là gà mái trẻ luôn á, ở trong trứng nhóc hết trơn luôn, bên này nguyên một bồn trứng luôn, biết bao nhiêu trứng mà nói. Ở bên đây cũng vậy, một con gà mái tơ với lại một con gà mái già mà bà làm, bà cắt tới trên đây rồi, không biết hồi mình chéo cánh làm sao rồi. Ngồi chắc chéo đại quá ha cô chú, tại vì nó bị cái cuốn họng bà nội cắt luôn rồi nên là không biết hồi chéo cánh làm sao nữa. Đó, gà bà nuôi đó, để có gì kia bà làm bà cho, sáng mà đem qua là bà làm sẵn rồi hết trơn luôn á. Bây giờ thì mình sẽ rửa lại rồi mình chéo cánh nữa, cái mình đem đi luộc. Bữa nay á, mẹ thì lu bu làm đồ cúng, bà nội ngồi đây chải đầu cột Một tóc chút, cho bé một chút. xoài. Bình thường thì bà nội cũng cột tóc cho xoài vậy đó. Một thằng con. Bà nói làm sao bé xoài đi học á, cho nó ngủ với bà đi, sáng cái bà kêu nó thức dậy rồi bà chuẩn bị cho nó rồi xe mẫu giáo lại đón nó đi luôn. Bà sợ nó không, con ngủ với mẹ, con không ngủ với nội đâu. Bữa nay có nắng à. Trường học Ồ, bữa hổm cái tay nó bị đứt cái cô chú, giờ cái nó bị đau. Ồ, mẹ biết rồi, thổi đi, thổi 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 là nó hết đau à. Sao sao đây?查不到，等一下奶奶给你查，你自己不查。我查不到，查什么嘞？哦。Nội giữ mấy đứa cháu, mấy đứa con của chú cũng Không vậy ăn nữa. đau đi thì Thời mấy năm trước nó chưa có mua nhà trên thành phố cô chú, nó cũng ở dưới quê. Sáng ra là bà nội chuẩn bị rồi cột tóc, rồi mặc quần áo cho tụi nó đi học, tại vì cha mẹ nó đi làm đâu có ở nhà đâu. Rồi xong bây giờ thời gì này cha mẹ nó mua nhà trên thành phố, nó lên thành phố học rồi, thì ở nhà bà không có lo cho đứa nào hết trơn á. Bữa nay nó xin chào ông bà cô chú mà cái mặt nó đau khổ, sáng giờ không có được vui. Nói đi với cha mà sáng thức dậy là cha đi mất tiêu rồi, cái nãy giờ quạo nè cô chú. Ai kêu bữa nay ngủ trưa, hôm qua đi chơi về xong tới khuya luôn, tới 11 giờ mới về tới nhà. Về tới nhà xong mới ngủ trễ, cái sáng thức đâu có nổi đâu. Cha đi lấy bánh kem, ngủ không có thức nổi, thức dậy cha đi mất tiêu rồi, cái quạo nè. Mình cũng có chuẩn bị một ít đồ cúng để đem qua nhà thờ tổ để cúng khai trương cô chú. Thì ở bên đây có cái gì thì mình sẽ chuẩn bị cái đó. Có con gà nè, thịt, trứng, với mấy con tôm. Bà nội có chuẩn bị thêm một con cá, với lại thêm một ít đậu hũ, cái chả chiên của họ nè. Ở trong này có trái táo, với lại có một chén cơm, có pháo nữa. Bây giờ thì mình với bà nội sẽ đi qua bên nhà thờ tổ để cúng trước, rồi một hồi mới về nhà cúng sau. Bây giờ thì bà nội dẫn vô nhà thờ để cúng, tuy là bán hàng nhỏ lẻ vậy thôi, năm nào tới mùng 6 cũng cúng hết trơn á. Mỗi năm thì bà đều dắt vô đây để cúng, cúng xong rồi mới về nhà cúng sau. Bữa nay mùng 6 Tết rồi, để đồ lên. Có con gà. Mỗi thứ một ít. Có chén cơm nữa.
đốt giấy tiền xong rồi hồi vô trong đó mới đốt nhang. Bác sĩ đi con. Hồi nãy cúng ở trong nhà thờ rồi, bây giờ sẽ đi ra ngoài miếu thổ địa cúng nữa. Ở bên đây là thôn bên cạnh này đó cô chú. Bà nội cũng để đồ cúng lên. Có bà nội đỡ lắm. Gì bà nội cũng chỉ thì có bà làm. Bởi vì mình nói với bà nội hoài à. Nói là sau này mẹ già rồi sao không biết đường làm. Cho bà nói lúc bà già thì con cũng biết làm rồi. Xuống đi. Đi đi. Đi đi. Đi. Có thằng cháu nè, cũng đi theo, nó tiếp thiếm rồi nè. Đi theo bằng đốt pháo đó. Đi cho đây là chơi đẹp rồi bà.
cúng ở nhà thờ với lại miếu thổ địa xong rồi bây giờ mình sẽ về nhà mình cúng tại nhà. Thấy năm nay chéo cánh đẹp hơn mọi năm nè cô chú ơi. Cái này là đẹp đối với mình thôi nha. Năm nay gà cái cánh xòe ra nhìn thấy đẹp rồi đó. Thì mình cũng có chuẩn bị được bao nhiêu đây thôi. Có cái gì thì mình chuẩn bị cái đó. Chủ yếu là tấm lòng. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cúng. Cúng khai trương đầu năm á, thì mình cầu mong cho năm nay làm chuyện gì cũng được suôn sẻ thuận lợi, làm chuyện gì cũng được ơn trên soi sáng, chỉ dẫn đường cho mình để mình đi đúng đường, đúng hướng. Mình thì cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ tại nhà thôi cô chú. Hồi lúc mới bắt đầu á, đâu có tiền nhiều để nhập nhiều đâu. Không có cái chỗ để hàng luôn, để trên mấy cái bàn nhỏ nhỏ. Cái từ từ, cái xong rồi cái mua thêm mấy cái kệ này để nè. Nhưng mà bây giờ mấy cái kệ cũng hết hàng rồi. Hết tháng này xong rồi hàng hóa qua lại thông thương rồi thì mình sẽ nhập qua thêm. Như mình là người Việt thì mình không có thể nào mà tự mở cái cửa hàng để mình buôn bán được. Thì chồng của mình sẽ đứng ra để mở ra cho mình, làm cái giấy phép kinh doanh cho mình buôn bán á. Thì mình vẫn buôn bán được bình thường. Cũng may năm đầu qua thì mình đi làm chung với chồng mình. Chồng mình đi làm dắt mình đi ra làm luôn. Rồi xong với bây giờ cái mình có bầu, chứ mình sanh con thì ở nhà thì mình cũng buôn bán. Thì mỗi ngày cũng có đồng ra đồng vô vậy đó. Đóng hàng vậy đó cô chú. Xong rồi cái dây đi ra ngoài kia giao. Từ mà đi ra cái chỗ giao hàng đó thì cỡ khoảng chưa được 5 phút. Cũng gần. Ủa. Ê bị kiểu à. Nó trên sợ cho cô chú. Nó lấy giết rồi nó vẽ tùm lum. Tối ngày nó lấy giết mỏi. Có khi ha, nó vẽ lên trên cái mấy cái chai hàng mà mình bán. Nó phá lắm. Nó vẽ từ lưa. Nay khai trương được vài đơn. Nhưng mà muốn ai đi mà. Từng cho đi quỳ lại. Đứng lên. 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 Đứng lên.
Con mặt nó rồi lấy lại con mặt nó rồi. Không có ngồi lên đây được. Ngồi là hư đồ của mấy gì đó. Đi ghế ngồi đi. Mình mà bán hàng được bây giờ một phần cũng nhờ ba bé sòi á cô chú. Lúc đầu mình mới bán mình đâu có biết giao hàng sao, rồi đi gửi hàng như thế nào. Ba bé sòi chỉ mình cách gửi hàng rồi nè, với lại kiếm cái chỗ gửi hàng nào mà rẻ nhất cho mình, rồi nhập hàng từ người Trung Quốc mình cũng không có thể nào mà nhập trực tiếp, tại vì cái tiếng của mình cũng không có gặp nữa, rồi giao dịch tiền bạc nữa mình đâu có tự làm được đâu. Lúc đó thì ba sòi cũng đứng ra nhập hàng cho mình. Mà ba bé sòi hay lắm nha cô chú. Mình muốn bán cái món hàng nào đúng không, đưa cho ba bé sòi cái á, là ba bé sòi sẽ tìm thẳng tại công ty, nhập tại công ty cho mình luôn, không có nhập qua trung gian của ai hết trơn á. Đó, bởi vì có ba bé sòi giúp đỡ thì mình cũng có thể kiếm thêm thu nhập tới bây giờ. Thấy vậy thôi chứ giỏi lắm. Tự nhiên cái chồng mình khen chồng mình luôn là hết sẹp. Rồi đây, cái mấy đứa nhỏ này nó bao dây. Có tụi nó cũng vui. Vài bữa nữa tụi nó đi về nhà tụi nó hết thì cũng buồn. Giống que à. Con sòi kia này nó nấu cơm. Tụi thằng nhỏ này giờ nó nằm đây luôn rồi. Ây da tía rồi. Rồi dây. Tự té nè, không đau, không có sọc. Kêu ý cơ. Kêu ý cơ sầm đi. Bữa nay sinh nhật của bé sòi, cha mẹ với nhỏ chị á thì đi về ngoại chúc Tết này, không có ở đây ăn sinh nhật được. Tới chiều hai vợ chồng mới về, cái mình đem đồ ăn qua bển cho ăn. Bye bye. Ôi trái tim bay xa quá cô chú ơi. Bye bye. Bye bye.